Chào mọi người, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người cách để mọi người sẽ làm được một cái hàm delay chuẩn dùng bộ timer. Thì ở đây mọi người sẽ ứng dụng những cái bộ timer, mọi người bất cứ kỳ một cái timer nào, mọi người sẽ làm được một cái tạo ra một hàm delay chuẩn cho mọi người dùng trong ứng dụng mọi người. Thì để làm được thì mọi người sẽ xem bài timer về ngắt của mình. Ở đây thì mình sẽ dùng một cái timer 4 để mình tạo hàm delay chuẩn. Mình sẽ đi từ đầu, đúng không? Khởi tạo 6M, 16M này, khởi tạo GPIO này. Thì GPIO ở đây thì mình dùng chân PB5, chân có LED nó sẵn trên kit đấy. Tiếp theo là mình sẽ đảo chân PB5, đúng không? Cứ một giây thì sẽ nháy một lần, nhấp nháy chân PB5 này. Thì cái hàm delay mia dây này thì mọi người sẽ như nào, làm như nào. Thì ở đây mình sẽ khởi tạo bộ timer 4 này, với tần số là hai, tần số đầu vào sẽ là 2M cho bộ timer 4 này. Khi bắt đầu enable timer này thì bắt đầu bộ timer sẽ đếm, và nó sẽ đếm từ 0, đúng không? Đếm từ 0 này, và nó sẽ đếm đến 250, và bắt đầu nó sẽ, đây mọi người sẽ nhìn là nó sẽ quay lại reset về 0. Và nó cần for 8 lần. Vậy những cái thông số, tại sao lại có những cái thông số 8255 này? Thì ở đây mình sẽ bởi vì cái timer 4 này nó chỉ có 8 bit, tức là nếm đến 255, đúng không? Đến 256 nó sẽ chạm. Thì ở đây mình sẽ làm nào để mình tạo được một mia giây. Một mia giây thì mình sẽ cần phải là phải tính tính toán, đúng không? Ví dụ cứ một tích thì nó sẽ hết là khoảng thời gian là 1/20 2M. Cứ đếm một tích thì nó sẽ mất khoảng thời gian là như thế này. Vậy mình cần sẽ phải đếm là 250 tích thì nó sẽ hết khoảng thời gian như thế này. Và mình cần phải for 8 lần nữa thì lấy 8 nhân với cái này sẽ ra 1 giây. Mình có thể lên máy tính cho mọi người thấy được là nếu mà nó đếm được 250 tích thì nó sẽ hết khoảng thời gian là 250, đúng không? Chia cho 2M. Và ở đây mình cần for 8 lần nhân với 8 này để nó ra đúng là 1 mili giây. Đấy, 1 mili giây. Vậy ở đây mình cần thứ nhất là for 8 lần này, ok rồi này. Và ở đây mình sẽ phải làm nào để nó đếm được là 250 tích. Đấy, mọi người chỉ cần là gắn thằng này vào 0 và chờ nó đếm 200 tích thoát ra. Sau đó quay lại gắn bằng 0, lại chờ 200 tích gắn lại. Vậy qua khỏi cái này sẽ hết 1 mili giây. Đúng không? Thì mili giây sẽ qua hết cái này. Và ở đây đầu vào sẽ là delay. Và mọi người, ví dụ mọi người gắn ở đây, ví dụ như 2 mili giây chẳng hạn, đúng không? Thì nó sẽ gọi là quay 2 lần. Và nó sẽ cứ một lần quay nó sẽ là hết 1 mili giây. Thì 2 lần sẽ hết 2 mili giây. Sẽ 2 mili giây. Đấy là hàm delay chuẩn mili giây. Khá đơn giản, đúng không? Ở đây thì mình chỉ gọi là mình muốn delay của mình là 1 giây. Mình gọi là đây 1.000. Ok, mình sẽ test xem nó hoạt động ok không, đúng không? Thì ở đây mình không có cái logic error, mình không đo, nhưng mà mình nhìn thấy được là LED nháy khá là ok, khá là chuẩn, cứ 1 giây nháy một lần. Thì mình xin hết. Thì có bất cứ câu hỏi gì mọi người comment bên dưới.